Thưa quý vị, chiều nay tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua theo kết luận số 26 ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đồng thời bàn bạc ký kết nội dung hợp tác phát triển trong thời gian tới. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường cùng chủ trì hội nghị. Cùng dự về phía tỉnh Quảng Nam có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh. Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo các sở ngành. Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện kết luận số 26 về hợp tác, hỗ trợ giữa hai địa phương. Qua đó đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác liên kết, hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế, du lịch, xúc tiến đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản, phát triển giáo dục, y tế, đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Quảng Nam và Đà Nẵng đã phối hợp khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Giai đoạn 2016-2020, hai địa phương đã phối hợp triển khai thực hiện tốt các kế hoạch liên kết phát triển du lịch Quảng Nam Đà Nẵng Thừa Thiên Huế với nhiều hoạt động liên kết quảng bá xúc tiến du lịch ngày càng chuyên nghiệp, mang lại hiệu quả thiết thực. Các ngành chức năng hai địa phương cũng triển khai nhiều chương trình quảng bá, hợp tác sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm an toàn giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Hệ thống giao thông kết nối hai địa phương cũng có chuyển biến tích cực. Nhiều dự án về phát triển đô thị được phối hợp triển khai tốt như dự án nạo vét khơi thông sông Cổ Cò, dự án làng Đại học Đà Nẵng phối hợp kiểm tra, giám sát việc vận hành các nhà máy thủy điện trên thượng nguồn lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn. Giai đoạn 2016-2021, Đà Nẵng đã hỗ trợ tỉnh Quảng Nam thực hiện các chính sách an sinh xã hội với tổng số tiền là 92,7 tỷ đồng. Qua thảo luận tại hội nghị, hai địa phương thống nhất một số nội dung hợp tác thời gian tới. Trong đó, kiến nghị tiếp tục đầu tư thực hiện làng Đại học Đà Nẵng, đầu tư mở rộng nâng cấp các tuyến đường quốc lộ 14G, 14B và 14D, đẩy nhanh tiến độ dự án khơi thông sông Cổ Cò, xây dựng cầu Quảng Đà, phối hợp nghiên cứu xây dựng đề án phát triển kinh tế đêm, phối hợp xúc tiến đầu tư thương mại du lịch quốc tế trong và ngoài nước, tăng cường công tác ngoại giao văn hóa để quảng bá hình ảnh vùng đất con người Quảng Nam Đà Nẵng, hợp tác phát triển công nghiệp hỗ trợ của tỉnh Quảng Nam với thành phố Đà Nẵng và các địa phương khác trong vùng, đồng thời tăng cường hợp tác phát triển trên một số lĩnh vực khác, đồng thời cùng tháo gỡ một số vấn đề còn vướng mắc thời gian qua. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhất định, song với quyết tâm của hai địa phương, các mặt hợp tác giữa Quảng Nam và Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển của mỗi địa phương. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, hai địa phương cần tiếp tục đánh giá sâu, khắc phục các khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó cùng thống nhất các nội dung kiến nghị với Trung ương để cùng phát triển vùng, nhất là các dự án hạ tầng đô thị, giao thông. Các chương trình hợp tác cần thể hiện với những sản phẩm cụ thể. Đề nghị là hai ban thường vụ chúng ta thống nhất những cái nội dung cần đề xuất với Trung ương, những cái cơ chế về phát triển vùng. Rồi qua đó thì tôi rất là muốn là chúng ta khẳng định cái vai trò của hai địa phương trong cái việc liên kết vùng. Bởi vì chúng ta với cái truyền thống, rồi với cái tình cảm như tôi nói ở trên, thì hiện nay chúng ta là một trong hai cái địa phương mà có thể là làm tốt được nhất cái vai trò liên kết vùng. Bởi vì nó rất là thuận lợi cho chúng ta trong cái việc thực hiện. Thì tôi đề nghị là qua những cái cơ chế chính sách này để chúng ta khẳng định và chúng ta là những cái địa phương kết nối được cái hành lang kinh tế đồng Tây theo đúng cái mục tiêu phát triển của Trung ương. Vấn đề thứ hai là tôi đề nghị là nghiên cứu định hướng trong quy hoạch phát triển của hai địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường bày tỏ phấn khởi với những kết quả hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua, đồng thời thống nhất với các trao đổi đề xuất tại hội nghị. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đề nghị hai bên cần tiếp tục hỗ trợ, tăng cường hợp tác hiệu quả hơn nữa để cùng nhau phát triển. Tại hội nghị, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã ký kết chương trình hỗ trợ hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới trên các lĩnh vực, với quyết tâm phát huy thế mạnh, lợi thế của mỗi địa phương để tiếp tục hợp tác cùng phát triển.